Hello, xin chào Nhâm đã quay trở lại kênh Anime China. Trong tập 13 phần 6 của Trung Châu, Tiêu Viêm đã di chuyển đến đại hội Tứ Phương Các. Ở đây Tiêu Viêm đang đứng trên một cái cây quan sát trận đánh. Hắn phát hiện Lâm Diễm cũng đang ở trên sân thi đấu đánh nhau. Vương Trần Hoàng Tiền Các đã lao vào đánh một chưởng vào cổ Lâm Diễm. Lâm Diễm đang suy nghĩ pha này các cụ gánh không nổi rồi sẽ bị Vương Trần giết chết. Thì Tiêu Viêm đang đeo mặt nạ đã từ trên cây bay đến bên cạnh giải nguy cho Lâm Diễm trước Vương Trần. Chuyển sang tập 14 phần 6 của Trung Châu. Lâm Diễm quay mặt thấy Tiêu Viêm đã đeo mặt nạ thay đổi khuôn mặt. Nhưng hắn định lên tiếng chào Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã nói nhỏ không cho Lâm Diễm gọi tên hắn là Tiêu Viêm. Vì sợ người ở đây phát hiện ra hắn. Lâm Diễm thấy Tiêu Viêm nói vậy. Hắn cũng hiểu ý không nói chuyện. Lúc này hơn 10 cường giả của Phong Lôi Các đã bay lên bầu trời vây kín sân thi đấu. Bắt Tiêu Viêm khai tên ở đâu mà lao vào gây náo loạn đại hội. Tiêu Viêm đã lên tiếng nói to. Lâm Diễm đã nhận thua tại sao tên Vương Trần còn có định giết Lâm Diễm. Theo quy định của đại hội sẽ không ra tay nữa. Vì vậy 10 cường giả Phong Lôi Các nhìn về phía Vương Trần. Họ cũng không dám ra tay bắt Vương Trần làm sai quy định. Do Vương Trần thuộc con ông cháu cha Hoàng Tuyền Tôn Giả đang có mặt. Trở lại với Vương Trần đã phát biểu trước đám đông. Tên Lâm Diễm phế vật chết thì làm sao? Lâm Diễm nghe vậy đã nóng máu định lao lên đấm vỡ alo Vương Trần. Tiêu Viêm đã giữ Lâm Diễm lại. Nhưng Lâm Diễm đề nghị Tiêu Viêm bỏ ra bạn ơi. Để tôi lao vào đấm thẳng Vương Trần. Tiêu Viêm vẫn giữ chặt Lâm Diễm quay sang nói chuyện với Vương Trần. Vương Trần chỉ dựa vào danh tiếng Hoàng Tuyền Các thôi. Cũng chả có vẹo gì đâu. Dĩ nhiên Tiêu Viêm xử lý khá khôn. Hắn đã ép cấp độ của mình từ đấu tông 1 sao xuống đấu hoàng 8 sao. Nên một số người đang ở đây cảm nhận Tiêu Viêm đấu hoàng 8 sao yếu mà thịt gáy. Chỉ có mỗi em gái Phượng Thanh Nhi cảm nhận mùi cơ thể Tiêu Viêm sao hơi quen quen. Ngay tại bây giờ Hoàng Tuyền Tôn Giả đã xin tên tuổi đồ đệ của ai mà Tiêu Viêm khinh thường Hoàng Tuyền Các. Tiêu Viêm cũng trả lời Lâu Tôn Giả. Lâm Diễm đánh nhau trên võ đài đã nhận thua rồi. Tên Vương Trần vẫn cố ý ra tay đánh người tiếp. Mong mà vị Tôn Giả xem xét. Hoàng Tiền Tôn Giả cũng thấy thái độ của Tiêu Viêm. Ông đã đề nghị Lôi Tôn Giả xử lý Tiêu Viêm đi, để còn diễn ra đại hội. Có điều Lôi Tôn Giả muốn xem Phong Tôn Giả và Kiếm Tôn Giả viết bình luận của mình về vấn đề trước mắt. Nhưng Hoàng Tiền Tôn Giả đã mồm mồm nói luôn là Tiêu Viêm làm ảnh hưởng đến đại hội Tứ Phương Các. Hãy vạch quần cầm gậy đánh 50 cái vào mông. Lúc này Phong Tôn Giả đã nêu ý kiến của mình. Tên Tiêu Viêm có làm sai gì đâu. Sự hắn có vẻ mang tiếng cho Lôi Tôn Giả làm sai. Về phần Kiếm Tôn Giả viết bình luận của mình, ý kiến của Phong Tôn Giả không sai. Nên hãy bỏ qua việc Tiêu Viêm và Vương Trần xử phạt đi. Cuối cùng Hoàng Tuyền Tôn Giả đã cho Tiêu Viêm một cơ hội, là hắn cùng với Vương Trần hãy solo một trận. Tiêu Viêm đánh xong với Vương Trần có thể mang theo Lâm Diễm đi thoải mái tự do. Lâm Diễm nghe vậy đã đề nghị hắn cùng Tiêu Viêm rời khỏi sân thi đấu đi. Nhưng thằng Vương Trần hết khôn rồi đến dài. Hắn đã nhìn Tiêu Viêm nói chuyện. Muốn đi hay cúi đầu ba cái trước Hoàng Tuyền Tôn Giả rồi đi. Không ở lại đánh với hắn một trận. Tiêu Viêm đang suy nghĩ có đánh cho thằng Vương Trần này nằm viện hay tha. Lâm Diễm đứng bên cạnh khuyên Tiêu Viêm đấu hoàng 8 sao đừng có đánh với Vương Trần đấu hoàng 9 sao. Tiêu Viêm đã cười với Lâm Diễm yên tâm. Người nội viện già nam không yếu đâu. Tiêu Viêm đã từ từ bước lên chỗ Vương Trần chấp nhận lời đánh nhau. Trở lại chỗ bốn vị tôn giả đang quan sát. Hoàng Tuyền Tôn Giả đang khá vui mừng Tiêu Viêm yếu còn thích đánh. Ông cũng xin phép mượn sử dụng cái sân thi đấu tạm thời cho Tiêu Viêm và Vương Trần. Sau đó Hoàng Tuyền Tôn Giả nói chuyện với Vương Trần. Việc này hãy giải quyết nhanh lên với tên kia. Vương Trần cũng khẳng định trước sư phụ Hoàng Tuyền Tôn Giả sẽ đập cho thằng Tiêu Viêm có người trở vào bệnh viện. Lúc này một số anh em cường giả quan sát cũng thấy khá náo loạn. Phượng Thanh Nhi vẫn cảm ứng tên Tiêu Viêm này gặp ở đâu rồi. Chuyển đến chỗ Tiêu Viêm đã đi đến sân thi đấu đánh nhau. Vương Trần đã đề nghị Tiêu Viêm dập đầu ba cái trước hắn. Hắn sẽ bỏ qua cho Tiêu Viêm cút. Tiêu Viêm đã ngưng tụ đấu khí ra một cái dây xích cầm trên tay. Vương Trần đã cầm hai cái dao bé tí lao lên đâm vào cổ và tim của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã dùng roi xích đỡ được. Vì vậy Vương Trần đã lấy đấu khí hóa thành hai con rắn màu đen lao tấn công vào người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã dùng cái dây xích vụt nát hai con rắn màu đen của Vương Trần. Còn trên tay đã vác huyền trọng xích đặt lên vai. Vương Trần đã lùi lại mấy bước về phía sau toát ra mùi của đấu tông. Nhưng cũng chưa đạt đến đấu tông.
Điều này khiến đám người Phương Thanh Nhi cũng bất ngờ vương chân đạt đến chuẩn đấu tông. Trở lại với vương chân đã sử dụng đấu kỹ thức cốt viên thủy vũ. Từ hai cái dao bé tí màu đen trên tay tạo ra vô số dao bé tí thành một cái lưới bao xung quanh người Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã sử dụng đấu kỹ lục hợp du thân xích, là tạo ra rất nhiều huyền trọng xích bao xung quanh cơ thể phòng thủ, khiến toàn bộ số dao của vương chân đánh vào người Tiêu Viêm đã bị chắn hết sát thương. Quay trở lại chỗ Hoàng Tiền Tôn Giả đã không cười được nữa. Còn Phong Tôn Giả, Lôi Tôn Giả, Kiếm Tôn Giả ngạc nhiên về Tiêu Viêm có thể chống đỡ được vương chân. Thậm chí họ cũng phát hiện Tiêu Viêm đang che giấu sức mạnh. Trở lại chỗ Tiêu Viêm đạt đến đấu tông nên lục hợp du thân xích đã tăng lên tầng 2 du thân hỏa. Hắn đã cầm huyền trọng xích trọng lên bầu trời tạo ra một khe không gian dễ dàng phá vỡ cái lưới bằng dao của vương chân. Khiến năm người Đường Ưng, Mộ Thanh Loan, Phượng Thanh Nhi giật mình Tiêu Viêm là đấu tông. Còn Lâm Diễm đợi hết người biết Tiêu Viêm là đấu tông. Lần trước chia tay ở Gia Mê Đế Quốc Tiêu Viêm mới là đấu vương 9 sao. Thế nào bây giờ Tiêu Viêm hách lên đấu tông? Truyền đến 4 người tôn giả cũng bất ngờ Tiêu Viêm trẻ tuổi đã đạt đến đấu tông. Kiếm tôn giả đã viết bình luận. Vương Trần khả năng toang. Nhưng Hoàng Tuyền tôn giả vẫn tin rằng Vương Trần có thể thắng Tiêu Viêm. Trở lại cho Vương Trần biết thua trước Tiêu Viêm. Khi trở về Hoàng Tuyền ca sẽ bị ăn phạt từ sư phụ. Hắn đã sử dụng bí pháp Hoàng Tuyền quyết. Đấu khí màu đen trên Vương Trần đã bao kín khắp người. Sau đó Vương Trần sử dụng đấu kỹ mạnh nhất Hoàng Tuyền ca Hoàng Tuyền hủ thi tí, là dùng tay đánh ra một chưởng màu đen phá vỡ không gian. Tiêu Viêm đã dùng huyền trọng xích vào một ít di hỏa lưu ly liên tâm hỏa chúng đỡ, khiến toàn bộ sân thi đấu tạo ra một trận lốc xoáy. Hiện tại Vương Trần đã bò trên mặt đất. Tiêu Viêm đã đánh một chưởng cho di hỏa xâm nhập vào cơ thể Vương Trần. Hoàng Tiền Tôn Giả đã điên đầy đứng dậy có định ra tay giết Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã chào tất cả mọi người xin rời đi. Cuộc đánh nhau đã kết thúc như ước định ban đầu. Bây giờ Vương Trần đang nằm trên mặt đất phọt máu mồm trên be bét vào mồm nói chuyện. Không ngờ Tiêu Viêm sau 3 tháng trên Thiên Sơn Huyết Đàm đã đột phá đấu tông. Vì vậy mọi người biết được Tiêu Viêm chính là thanh niên vừa đánh Vương Trần. Người chạy thoát khỏi các chủ phí thiên phong lôi cao phía bắc. Hay phá vỡ cửu thiên lôi ngục trận của ba trưởng lão. Chuyển đến chỗ Đường Ưng vẫn chưa tin tên kia là Tiêu Viêm. Còn Mộ Thanh Loan không hiểu Tiêu Viêm đến đây gặp thầy Phong Tôn Giả thật luôn. Về phần Phương Thanh Nhi đang nhìn Tiêu Viêm chằm chằm. Không ngờ Tiêu Viêm dám đến phong lôi các. Ở diễn biến tiếp theo, Lôi Tôn Giả hỏi Phí Thiên tên kia có phải là Tiêu Viêm. Phí Thiên bị khui chuyện Tiêu Viêm chạy thoát hơi nhục. Hắn đã đề nghị Tiêu Viêm bỏ mặt nạ ra đi. Trở lại với Lâm Diễm tay cầm thương nói chuyện với Tiêu Viêm. Giờ có thông chốt tổ lái xong ra ngoài không? Tiêu Viêm cũng cho Lâm Diễm yên tâm. Việc này cứ để hắn giải quyết. Sau đó Tiêu Viêm bỏ mặt nạ nói đều với Phí Thiên, lại muốn ra tay đánh hắn tiếp. Phí Thiên đã di chuyển nhanh tấn công Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã dùng tay đẩy lui Lâm Diễm ra chỗ khác. Hắn đã di chuyển quá nhanh để lại một hình ảnh, nên Phí Thiên chỉ đánh nát được tàn ảnh của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cũng nói to, phong nội các là bọn chỉ đánh hội đồng, hay lấy mấy tên già ra bắt nạt trẻ con mà thôi. Tiêu Viêm nhìn về phía Lôi Tôn Giả cho biết, muốn ông có thể ra tay giải quyết mọi ân oán. Kiếm Tôn Giả thấy Tiêu Viêm nói lời này rất khôn cho mọi người, thì Lôi Tôn Giả cũng không dám ra tay bắt Tiêu Viêm sợ người khác chê cười. Lôi Tôn Giả đã căn câu Tiêu Viêm, hắn sẽ không cần ra tay bắt Tiêu Viêm, người phong lôi các tự bắt được. Nhưng Tiêu Viêm vẫn nói thêm, các chủ phía đông không đánh thì các chủ phía tây phía nam sẽ ra tay hỗ trợ Phí Thiên. Do đó các chủ phía tây phía nam phong lôi các cũng không ra tay với Tiêu Viêm. Quay lại với Phí Thiên đã tạo ra một đám mây trên bầu trời xuất hiện để chuẩn bị tấn công Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đã nói chuyện với Phong Tôn Giả hãy xem vật trên tay hắn. Phong Tôn Giả nghe vậy đã đề nghị Tiêu Viêm. Đây là chuyện của Tiêu Viêm với Phong Lôi Các. Ông cùng Tiêu Viêm không có quan hệ đừng có lôi vào. Tiêu Viêm đã lấy chiếc nhẫn màu đen của Dược Lão ném về phía Phong Tôn Giả. Phong Tôn Giả đã bắt lấy chiếc nhẫn của Tiêu Viêm. Ông nhận ra linh hồn ấn ký của Dược Lão lưu lại đã lên tiếng chống mọi người. Tiêu Viêm không ai được đụng tới. Toàn bộ mọi người nghe thấy Phong Tôn Giả trợ giúp Tiêu Viêm rất bất ngờ. Kể cả Mộ Thanh Loan cũng chưa từng thấy sư phụ Phong Tôn Giả kích động như lần này. Cô đã nhớ lại Tiêu Viêm từng nói, bạn của sư phụ Tiêu Viêm và Phong Tôn Giả là bạn thân. Ở diễn biến mới, Lôi Tôn Giả đã không ngờ Phong Tôn Giả giúp Tiêu Viêm. Kiếm Tôn Giả đã lên tiếng, có việc gì Phong Tôn Giả cứ nói ra. Còn Hoàng Tuyên Tôn Giả không nói gì hết. Lúc này Phong Tôn Giả nói với Tiêu Viêm có quan hệ gì với Dược Lão. Tiêu Viêm đã đứng trên bầu trời ôm quyền cúi đầu với Phong Tôn Giả cho biết quan hệ sư đồ học trò.
Nhưng Phong Tôn giả cũng muốn Tiêu Viêm hãy đưa ra bằng chứng. Tiêu Viêm đã cho ra dị hỏa có linh đánh hỏa ở trên trán ra cho mọi người. Phong Tôn giả thấy vậy rất kích động. Ông đã đề nghị Tiêu Viêm không còn gọi Phong Tôn giả làm gì. Ông tên là Phong Nhàn. Tiêu Viêm có thể gọi là Phong Lão. Do đó Tiêu Viêm đã gọi Phong Tôn giả Phong Nhàn là Phong Lão. Phong Tôn giả đã nói chuyện với Lôi Tôn giả. Việc hôm nay về Tiêu Viêm không ai được bắt đi. Lôi Tôn giả cũng cho Phong Nhàn nghe. Làm vậy sẽ ảnh hưởng đến quan hệ của hai các xảy ra ẩu đả chiến tranh. Ngoài ra Lôi Tôn giả cũng cho biết Tiêu Viêm đã học lén Tam Thiên Lôi Động hay cướp Tam Thiên Lôi Huyễn Thân giải quyết kiểu gì. Tiêu Viêm cũng giải thích với Lôi Tôn giả. Tam Thiên Lôi Động hắn vô tình mua được trong đại hội đấu giá. Còn Tam Thiên Lôi Huyễn Thân được Phí Thiên lấy lại rồi. Lúc này Lôi Tôn giả đưa ra quyết định của mình. Việc này coi như bỏ qua được chưa? Nhưng chuyện của Phí Thiên và Tiêu Viêm hãy tự giải quyết đánh nhau. Ai thắng ai thua tự chịu. Tuy nhiên Phong Tôn giả giải quyết cách khác. Là số tuổi của Phí Thiên hơn Tiêu Viêm nhiều lắm. Nên hãy để Phương Thanh Nhi 2K cùng thế hệ Tiêu Viêm giải quyết cho dễ. Cảm ơn anh em đã xem hết video.